Những bí quyết hay điều trị hiệu quả chứng bệnh trĩ ở phụ nữ mang bầu sẽ lên sóng vào lúc 12:50 chủ nhật tuần này, ngày 22 tháng 12, trên kênh truyền hình Vịnh Long 1. Hẹn hò đi đâu mà bận đồ không vàng đồ ha, đồ cặp còn đứng gần nhau đồ gì hài hước đấy, ghen cái gì mà ghen, chồng tôi giỏi quá, chồng tôi tài năng quá, bà sao ghen kỹ. Ngày tôi bị ghen 800 lần tuần này đó, bác sĩ gia đình sẽ mang đến những bí quyết điều trị bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai và sau sinh an toàn và hiệu quả. Khám thì được cái gì, nó có bầu mà nó đâu thể nào mà cắt trĩ được, cũng không thể nào uống thuốc tây được, nhưng mà trị thì cũng không có hiệu quả gì cho lắm. Để chỉ cho bà biết, chúng ta sẽ được lắng nghe cách phòng ngừa và điều trị bệnh từ các bác sĩ là chuyên gia hàng đầu. Trĩ là cái tình trạng xung huyết và sưng phù lên của cái tĩnh mạch hậu môn trực tràng, cái đoạn cuối của trực tràng và ra hậu môn. Chúng ta có thể hạn chế, ngăn chặn các cái yếu tố nguy cơ khác. Thí dụ như chúng ta không ngồi lâu, đứng lâu một tư thế và uống nước đủ nữa, đó là chúng ta giảm bớt cái nguy cơ trong quá trình mang thai. Hãy đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai và sau sinh, phát sóng lúc 12:50 chủ nhật ngày 22 tháng 12 trên kênh truyền hình Vịnh Long 1.